Cả Vy xin ái kính chào quý vị khán giả của đài VenTV 55.2. Rất vui được gặp lại với khán giả trong chương trình Phong thủy và đời sống với sự góp mặt của Tử Vi gia Lê Đình Cương, và xin mời thầy gửi lời chào đến quý vị khán giả. Tôi Lê Đình Cương xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang xem đài. Chào cháu Cả Vy. Dạ, xin kính chào thầy. Hôm nay thầy cũng khỏe rồi hả thầy? Cũng được, đỡ khỏi ho. Dạ vâng, mùa đông này cũng hơi dễ bị cảm, thì nhớ bảo sống sức khỏe. Và cũng còn vài tuần nữa là năm cũ đã qua, thì cũng cháu cũng mong việc nào gì để mà thầy Cương có thể làm chia sẻ những tâm tình đến với vị khán giả, những cái chuyện gì đã xảy ra trong năm, cái vui buồn gì, hy vọng cho khán giả biết. Và trong lúc thầy Cương trình bày, xin quý vị khán giả khoan gọi vào để chúng ta có thể nghe lời những lời tâm sự của thầy Cương. Xin cảm ơn. Thưa tất cả quý vị khán thính giả của đài VenTV 55.2, hôm nay chúng tôi muốn dành ra một vài phút để tâm tình với lại quý vị khán thính giả của cái đài Ven này. Tính cho tới nay thì nó đã hơn 3 năm rồi. Từ cái ngày mà đài đã có mặt, biết cho tới hôm nay thì ông bà giám đốc có nhã ý là muốn chúng tôi cộng tác với đài ở trong cái chương trình này. Thì với cái chương trình này thì hơn 3 năm qua, không biết là tôi có thỏa mãn hoặc là đáp ứng được những cái điều mong muốn của quý vị hay là không. Thì cái việc này cũng xin bà con cô bác, nếu trong trường hợp nếu có cái gì mình không đồng ý, thì bữa nay đó nó là cái ngày cũng gần cận Tết rồi, thì chúng tôi xin quý vị không phải nói là niệm tình nhưng mà tỏ lòng hoan hỷ, bỏ qua cho. Và còn ngoài ra thì chúng tôi cũng xin muốn thưa với lại tất cả quý vị rằng ở trong cái môn mà chúng tôi trình bày ở đây, thì ngay từ đầu, những năm tháng đầu của cái đài VenTV nó có mặt, thì chúng tôi cũng đã thưa với lại tất cả quý vị rằng khi mà chúng tôi đã nghiên cứu về cái môn khoa lý số này, là chúng tôi dựa hoàn toàn trên vấn đề yếu tố của khoa học, hoàn toàn không có một chút gì ở trong này là mê tín cả. Đó nó là cái mà chúng tôi muốn trình bày với lại tất cả quý vị rằng ông bà của mình hay là cổ nhân đã để lại cho chúng ta một số những cái dữ kiện về cái cuộc sống. Tôi nói chẳng hạn như là có một người hoặc là quý vị ở đây ai cũng có sinh ra cái năm, có nghĩa là khi mình sinh ra thì mình sinh ra cái ngày nào, cái tháng nào, cái năm nào, ai cũng có cái ngày giờ năm tháng này hết. Ngay cả như quý vị đi vô mua thuốc tây thôi, thì ở trong thuốc tây nó cũng có ghi ở trong đó là cũng ngày sản xuất ra là năm tháng ngày giờ nào, rồi cái hạn của thuốc đó nó sẽ hết hạn vào ngày giờ nào. Thì đó nó là cái nguồn thuốc mà chúng ta đã thấy rằng cái giá trị của nó mình phải coi thử là nó còn đắt hay là nó quá đắt. Thì cái con người của mình đây cũng vậy, là cổ nhân đã để lại cho chúng ta một cái số dữ liệu rất là chính xác trong cái cuộc sống của con người. Tôi nói chẳng hạn như quý vị sinh ra cái ngày đó, cái năm đó, cái tháng đó và cái năm đó là trong cái âm lịch của người Á Châu của mình, tức là dựa trên cái âm lịch. Thì cái âm lịch này, cái ngày, cái năm, cái tháng quý vị sinh ra đó, nó là cái năm nào, cái năm Tý hay năm Sửu hay là năm Dần, năm Mão, năm Thìn, năm Tỵ. Thì những cái năm này là người ta đã dựa trên cái sự xoay vần của cái mặt trăng, tức là tính theo âm lịch nó là cái mặt trăng. Bây giờ quý vị tính là cổ nhân đã để lại là cái mặt trăng đó là cái ngày 30, cái ngày mùng 1 đó là trăng nó tối, rồi người ta mới tính lần cho tới ngày 15 đó là trăng rằm, cho tới cái ngày 30 là trăng nó tối trở lại rồi. Thành thử ra ở đây đó mình dựa theo mặt trăng. Mà bây giờ hỏi cái khoa lý số này, cái khoa mà phong thủy hay là cái khoa tử vi này, người ta dựa trên những cái yếu tố của cái âm dương và cái ngũ hành. Thì âm dương bây giờ đó, người ta nói âm là ban đêm, rồi dương là ban ngày. Rồi người ta nói là âm mà là tối, dương là sáng. Thì cái này nó cũng dựa trên mặt trăng, nó dựa trên mặt trời. Thì cái mà quý vị chúng ta đang sống ở đây, ở trong cái vũ trụ này, không ai ra khỏi cái vòng khí quyển này hết. Cho nên cái vấn đề mà
cái ngũ hành đó, tức là cái mộc thủy hỏa thổ này nó đều có trong vũ trụ hết. Chính vì cái chỗ mà nó có ở trong cái vũ trụ như vậy thì nó mới xúc tác vào trong con người của chúng ta. Nhờ như vậy mà khi quý vị sinh ra thì cái ngày, cái giờ, cái năm tháng đó là do các cái hành khí này nó nhập vào trong con người của mình. Đó là cái lý do mà quý vị thấy rằng hỏi tại sao tôi sinh ra cái năm đó, cái ngày, cái tháng đó, rồi cho tới bây giờ thì cái cuộc sống của tôi bây giờ có nhiều người nói sao mà tôi khổ quá như thế này. Thì cái khổ hay là cái sướng đây, thưa quý vị, đây nó là một cái vấn đề mình thấy nó cũng tùy thuộc vào cái vấn đề âm dương ngũ hành. Âm dương ngũ hành này, đây nó là một cái khoa vật lý mà trước đây khi mà chúng tôi đã có trình bày với quý vị của những cái năm tháng đầu, chúng tôi đã cắt nghĩa rất là rõ ràng. Cho nên vì lý do đó mà nay cho tới ngày cuối năm rồi, thì chúng tôi cũng muốn có tâm sự với lại bà con, cô bác, với lại quý vị rằng cũng nên chuẩn bị, để mà quý vị nên chuẩn bị mà hỏi cho chúng tôi, để cho chúng tôi có thể trả lời. Chúng tôi có thể nói với quý vị rằng chỉ có trả lời ở trong những cái tuổi của quý vị mà thôi. Cho nên quý vị cũng đừng có tin tưởng rằng là khi mà tôi nói cái gì nó cũng trúng, chưa chắc, là tại vì nó chỉ có cái năm thôi. Dạ, phải. Cho nên ở đây nó là một cách gọi là lượng định, chứ chúng tôi không thể xác định được. Đó nó là những cái mà tôi có thể nói được rằng là quý vị có thể có nhiều người thắc mắc, nó tại sao ông nói trật lắc năm đó, tôi cái tuổi đó mà ông nói không đúng. Thưa quý vị, có thể nó đúng người này mà trật người kia. Tại vì có cái năm thôi, là, nhiều người cũng năm là lắm. Tại vì không phải là hễ cái tuổi đó là nó có một cái sự kiện giống nhau hết. Tại vì ở trong đó cái người cũng cái năm đó mà có người ta sinh ra tháng Giêng, có người sinh ra tháng 2, tháng 3, tháng 4, những cái tháng nó khác rồi cái ngày nó khác nữa. Thưa quý vị, vì lý do đó cho nên chúng tôi chỉ có thể giả định ở trong trường hợp khi mà quý vị hỏi. Đây nó là cái mà cuối năm chúng tôi xin tâm tình với lại quý vị. Vì lý do đó cho nên quý vị nên chuẩn bị cái câu hỏi của mình. Ở đây thì cháu Khả Vi đã, mặc dù đã ghi cái tuổi của quý vị ở đây và cái năm tháng của quý vị ở đây, nhưng mà ghi thì là ghi, nhưng mà quý vị cũng nên chuẩn bị trước là có nhiều người hơi lắp bắp ở cái chỗ là mình không biết là sẽ hỏi cái gì. Nếu chừng gọi điện thoại lên thì quý vị lại bắt đầu ấm a ấm ớ, hoặc là nói cà khất, rồi rút cuộc lại thì quý vị làm mất thì giờ cho người sau nữa. Đó nó là cái mà tôi xin quý vị là nên chuẩn bị cái câu hỏi mình trước, và nên hỏi là hỏi cái vấn đề gì. Tại vì ở đây trong cái cuộc sống của quý vị nó rất là phức tạp. Tại vì quý vị có thể hỏi là năm nay tôi làm ăn có được hay không, vợ chồng có hạnh phúc hay không, tiền bạc có hay không. Tất cả những cái này đó là những cái nhu cầu mà quý vị, tôi nghĩ rằng quý vị ai cũng có thể là mong muốn nó như vậy. Nhưng mà nếu giả sử mà năm nay mình không có tốt, thì vậy chẳng lẽ giờ quý vị ngồi đó mà nhăn mặt. Dạ, với lại mỗi người chỉ một cái năm không thì nó rất là bao quá, nó nhiều quá. Tại vì mỗi tuổi tháng nó khác rồi, mà những người xung quanh họ giống như người thân họ là tuổi khác, có thể ảnh hưởng được so với người đó lại khác hơn với người kia. Đó, đúng vậy. Tuổi. Tại vì không phải tuổi mà cái tháng khác, mà cái những người xung quanh mình cũng là tuổi khác luôn, hoàn đúng, cảnh khác. Yeah. Cho nên, thưa quý vị nên yên tâm một điều này. Ở đây thì như trước đây tôi cũng có trình bày với quý vị rằng là có nhiều người, tôi nói chẳng hạn như là nói là họ gặp tôi nói là thưa thầy, sao mà tôi năm nay mà tôi cực quá, hoặc là năm nay sao mà tôi cứ đau ốm hoài. Cái vấn đề đau ốm thưa với quý vị như thế này, trước đây chúng tôi có trình bày với quý vị là một cái phương pháp, đây nó là cái phương pháp gọi là tự kỷ ấm thị. Tự kỷ ấm thị có nghĩa là mỗi buổi sáng vậy quý vị cứ nằm ở trên giường đó chừng mấy phút thôi, đừng có vội vàng mà bước xuống giường, ngồi đó nằm ở trên giường đó, rồi quý vị có thể nói được rằng là ngày hôm nay tôi sung sướng, hay là ngày hôm nay tôi khỏe mạnh. Mặc dù mình có bệnh mình quên nó đi, thì quý vị mà tập làm như vậy, chính tôi cũng thưa quý vị rằng cả tuần nay cũng đau hoài rồi mà. Yeah. Nhưng mà bỏ, không có nghĩ tới. Nếu mà quý vị tập được những cái tự kỷ ám thị này thì quý vị cũng có thể nghĩ rằng là mình khỏe mạnh, tức là mình sung sướng, cho nên cứ nói rằng tôi khỏe mạnh. Mặc dù mình có đau nữa cũng nói khỏe mạnh, chứ đừng nói mình đau thì nó lại đau thêm. Cái ý chí. Đó là những cái mà thưa quý vị rằng một ở trong những cái cách để mình có thể giải ở trong cái phần số của mình. Đồng ý là con người ta ai cũng có số mạng, ai cũng có những nỗi khổ đau, ai cũng có những nỗi buồn phiền, ai cũng có những cái
sự khó khăn ở trong cuộc sống của mình, khó khăn vì kinh tế, khó khăn vì tình cảm, khó khăn vì xã hội, khó khăn vì lời ăn tiếng nói, đi ra ngoài bữa nay năm nay có người này nói này, người kia nói kia, người ta nói cái gì. Thì thưa quý vị bà con, mình có cái câu hồi xưa người ta nói là chó sủa mặc chó đường ta, ta cứ đi. Như vậy thì mình sống nó vậy nó khỏe hơn cái mà quan tâm tới những cái sự mà lời văn tiếng ve gì đó họ nói qua nó lại. Thành ra quý vị, tôi xin thưa quý vị rằng đây nó là cái cách để mình tập, mà cái tập này nó cũng là cái hình thức người ta gọi là cải số đó thưa quý vị. Tại vì ông Nguyễn Du ngày xưa ông cũng có nói rằng là xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Đây nó là một cái câu mà cổ nhân cũng để lại cho mình rồi. Như vậy thì thưa quý vị, tôi không có phải là dạy đời hay là tôi không nói cái gì mà nó cao xa, nhưng mà những cái bình thường như thế này để quý vị có một cái năm mới sắp tới đây, năm Quý Tỵ đây, quý vị sẽ được có những sự vui vẻ, hạnh phúc và sung sướng với chính mình. Dạ. Tại vì cái này không ai cho mình hết. Dạ vâng, tại vì mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cành mỗi hoa, mỗi nhiều khi mình thấy người ta sướng như chưa chắc. Dạ. Đó, dạ vâng. Có nhiều người, chẳng hạn như có nhiều cô nói là tại sao tôi thấy anh kia, chị kia đi với nhau cặp tay ở ngoài đường phố thấy hạnh phúc quá, vui vẻ quá, sung sướng quá, chưa chắc. Hiểu đó rồi. Nó là những cái mình cứ nói chưa chắc là tại vì đó là cái hình thức ở bên ngoài mà thôi, chứ còn thật sự ra đèn nhà ai thì nảy sáng. Nó là những cái mà chúng tôi xin cầu chúc cho quý vị rằng sang cái năm Quý Tỵ này, tôi cũng xin thưa quý vị, cái năm quý tỵ này nó là cái con rắn, mà cái can của can quý này là can cuối cùng trong 10 can, tức là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, thì quý nó là cái can cuối cùng. Như vậy thì hôm trước tôi có thưa quý vị rằng là có người hỏi năm tới đây thì chúng tôi đất nước ra sao, rồi cuộc sống ra sao, có tốt đẹp hay không. Thì hôm trước tôi có thưa với quý vị rằng là cái vấn đề này là tôi cũng lấy cái câu của Nguyễn Bính Khiêm, tức là Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm. Ông ta cũng là một cái nhà tiên tri của Việt Nam, mà cũng là một cái nhà gọi là tiên tri gọi là Việt Nam là nổi tiếng đó. Thì ông ta 500 năm trước thì ông Nguyễn Bính Khiêm ông có nói rằng là Long Vĩ đầu xà khởi chiến chinh, kinh qua tứ xứ khắp đau binh, Mã Đề Dương trước anh hùng tận, thân dậu niên lai kiến Thái Bình. Thì dĩ nhiên là nó đã qua cái 10 năm là nó trở lại cái năm Thìn Năm Tỵ. Thì như vậy thì Long Vĩ đầu xà có nghĩa là Long Vĩ, tức là cái đuôi của con rồng, tức là cuối năm rồng. Mà bây giờ đây là cuối rồi nè. Dạ. Rồi đầu xà tức là đầu của năm Tỵ. Bắt đầu năm Tỵ. Là bắt đầu có chiến tranh. Thì ở đây tôi chỉ có dòm qua một số ở trên tin tức ở trên Internet thì có cho biết là hiện nay bây giờ Trung Quốc với Nhật Bản nó đang gườm nhau. Thì không biết nó gườm nhưng mà nó có xảy ra cái gì không, tại vì bên phía của ông Abe nói rằng là nếu mà Trung Quốc mà đem quân hoặc là xâm phạm lãnh thổ thì chỉ cần Trung Quốc hoặc là Nhật Bản nổ một tiếng súng thôi là có chiến tranh. Thì đó nó là cái có cái dấu hiệu như vậy thôi, chứ rồi chưa chắc nó sẽ xảy ra hay không. Nhưng mà theo cái ông Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm nói là Long Vĩ đầu xà khởi chiến chinh, rồi kinh qua tứ xứ khắp đau binh, tức là tứ xứ khắp nơi có thể là có chiến tranh, nếu mà trong trường hợp nó làm quá thì có thể là có thế giới thứ ba, mà thế chiến thứ ba, mà nếu có thế chiến thứ ba thì không biết, điều chắc là ở đây nước Mỹ mình có an toàn hơn. Nhưng mà các nước Đông Nam Á thì thưa quý vị cũng còn đang run đó. Rồi Long Vĩ đầu xà khởi chiến chinh, kinh qua tứ xứ khắp đô binh, rùm Mã Đề Dương cước anh hùng tận, tức là cái năm ngựa rồi năm mùi thì anh hùng tận. Thì cái này tôi hôm trước cũng có thưa quý vị rằng là không ai mà bố láo bố liếu bằng mấy anh Việt Cộng ở bên đó, là anh nói là anh hùng thì có thể là Mã Đề Dương cước năm ngọ năm mùi thì có thể là cái lũ nó cũng có thể là nó tận diệt. Rồi tới chờ tới thân dậu niên lai kiến Thái Bình, năm thân năm dậu mới thấy được cái Thái Bình. Đó nó là cái lời mà của ông Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm nói. Thì tôi cũng xin thưa với quý vị ở đây để cho quý vị thấy nghe cho vui vẻ mà thôi, chứ không phải tôi không phải tiên tri này, không phải là lời này của tôi. Cho nên thưa quý vị, cái năm Tỵ ở trong kinh thánh á, thì nói là cái năm Tỵ tức là con rắn á, thì con rắn nó là cái con khôn ngoan nhất. Ở trong kinh thánh có nói rằng là hãy khôn ngoan như con rắn, nhưng mà phải hiền lành như con bồ câu. Như vậy thì có nghĩa là cái con rắn là con khôn ngoan,
nó là con mà nó đã cám dỗ bà Eva, cho nên con người ngày nay mới bắt đầu khổ. Này nó là cái lý do, cho nên ai là cái tuổi con rắn không biết là có cám dỗ ai hay không. Nhưng mà mình cũng nên nhớ đó, nó là cái câu hay là cái mà trong vấn đề văn chương người ta nói như vậy thôi. Còn trên thực tế, năm Tỵ, năm Quý Tỵ là cái năm cuối cùng của cái can, gọi là cái can cuối cùng của 10 con giáp, của 10 giáp. Và Quý Tỵ thì nó là hành khí thủy, cho nên hành khí thủy thì nó là cái hành khí nó vẫn còn có cái sự ướt át ở trong đó. Cho nên người nào của Quý Tỵ cũng có cái sự khôn ngoan và có những sự suy nghĩ rất là chín chắn. Đó nó là những điểm xin thưa quý vị sơ lược như vậy. Rồi có cái gì thì tuần những ngày sắp tới đây, cho nay cho tới cuối của cái năm về mỗi cái năm Thìn, dạ, thì chúng tôi cũng xin gửi quý vị cứ mỗi bữa một ít thôi. Bây giờ để quý vị cứ dạ, thì cảm ơn thầy Cường đã trả lời tâm sự đến khán giả, và cũng nhân dịp này cả Vi xin cũng xin rất cảm ơn cô Bích Ngọc và bác sĩ Vũ Văn đã cho cơ hội cả Vi có dịp gặp đôi khán giả và tất cả những anh kỹ thuật trong đài. Nhờ những cái anh kỹ thuật rất vất vả cho nên chúng ta mới có thể có TV màn hình và để tiếp chuyện với khán giả, và cũng xin thật cảm ơn khán giả đã cho cả Vi cơ hội, tại vì Phá Vi cũng biết là những ngày đầu cũng hơi bỡ ngỡ, thì nếu mà có gì thì xin khán giả nhiệt tình tha thứ. Bây giờ tôi nói tiếp là cái dạ. Thưa quý vị, như thế này, cũng có người thắc mắc, tại vì người ta thắc mắc rồi họ hỏi tôi, thì bây giờ tôi phải nói thôi, nói để cho bà con có thể yên tâm được cái này, cái vấn đề này. Tức là khi mà tôi tham gia vào ở trong cái chương trình của cái đài VTV của ông bà giám đốc mời chúng tôi đến đây để tham gia vào cái chương trình này, là vì cái đài cần có thêm nhiều cái màu sắc, tức là nhiều cái môn để cho quý vị thấy là những cái màu sắc này nó có một cái sự sinh động hơn, đặc biệt hơn. Cho nên chúng tôi đến đây tham dự vào ở trong chương trình này, mục đích là để giúp với đồng bào, giúp cho đồng bào mà thôi, chứ chúng tôi không hề có một cái phần mà đồng xu cắt bạc nào trong đây hết. Cũng xin trình bày với quý vị như vậy để cho quý vị thấy được rằng không phải chúng tôi lên đài đây là chúng tôi có tiền có bạc. Đó là hai chú cháu chúng tôi bây giờ nói thật với quý vị, không có cái son phấn quần áo nọ kia là phải tự túc hết. Cho nên đây xin thưa quý vị là để cho quý vị rõ rằng là chú cháu chúng tôi sống ở trong một cảnh nghèo, nhưng mà qua cái chương trình này chúng tôi có thể rằng là giúp cho quý vị được phần nào thì hay phần đó. Ở đây đó là cái ý nguyện của chúng tôi muốn như vậy mà thôi, chứ ông bà giám đốc không. Nhờ cơ hội này giống như là thầy Cương và Khả Vi có thể giúp đồng bào để mà giúp được những gì, giúp những lời vật chất thì chúng tôi không giúp không được, nhưng thầy có giúp được tinh thần, giống như là cô có lá số giúp cho quý vị vài câu để quý vị có thêm hy vọng trong đời sống, rồi là để tiếp tục cho những ngày sáng sắp tới, phải không thầy? Đúng rồi. Dạ. Và như vậy thì thưa quý vị, giờ chúng tôi chỉ có dựa trên những cái mà chúng tôi đã nghiên cứu, chúng tôi không gạt gẫm quý vị ở trong cái môn này. Dạ. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn thầy Cương. Xin quý vị khán giả đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay lại phần 2 sau chương trình thông tin quảng cáo của thương mại, và quý vị có thể gọi vào đài để đặt câu hỏi với thầy Cương. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ màn hình VTV 55.2. Đây là phần 2 của chương trình Phong thủy và đời sống. Trong phần này, quý vị khán giả có thể gọi vào đài ở số là 713-524-5594 để đặt câu hỏi với thầy Cương. Xin quý vị khán giả cho cả vị biết tên, tuổi của quý vị, cái năm sinh, hoặc là cái can, cái chi, hoặc là nhâm dần, bính tý, vân vân, và câu hỏi quý vị muốn đặt ra với thầy Cương. Xin cảm ơn. Và cũng sơ nhắc một chút là trong lúc thầy Cương trình bày thì Khả Vi sẽ bắt phone quý vị khán giả kế tiếp. Xin quý vị khán giả vui lòng chờ mãi, chờ đến thầy Cương trình bày xong thì Khả Vi sẽ mời quý vị lên tiếng. Cảm ơn. Khả Vi xin mời quý vị khán giả đầu tiên của chương trình. Hello, xin mời quý vị lên tiếng. Hello. Thầy không có biết gì á.
Xin lỗi quý khán giả rồi vì lý do trục trặc kỹ thuật. Quý vị có thể gọi vào lại là số 713-524-5594. Và khi gọi vào lên đài, xin quý vị đứng xa cái màn hình và nhận âm thanh nhỏ một chút. Và những nghe câu nói quý vị thành này, tất cả mọi khán giả được đều nghe được hết. Xin quý vị chuẩn bị trước những gì quý vị muốn hỏi và năm sinh và về cái chiến tiết mục là phong thủy hoặc đời sống này. Hello. Hello. Hello, dạ chào, anh cho em biết tên của anh. Tôi tên Sang, sinh ngày 23 tháng 3 năm 69, tuổi Dậu. Dạ vâng, xin anh Sang vui lòng nhận nhỏ âm thanh hoặc đứng xa cái tivi giùm nha anh, để tránh tiếng hú vọng vào. Ok, hỏi thầy Cương ơi, năm nay, năm tới công an việc làm có suôn sẻ không vậy? Vâng, cảm ơn anh Sang. Và anh Sang có thể cúp phone và nghe lời trình bày của thầy Cương trên màn hình nha anh. Dạ, dạ chào anh. Trước khi trả lời cho anh Sang hả? Dạ vâng. Tôi cũng xin thưa quý vị thế này, là quý vị yên tâm. Thế nào thì từ nay cho tới Tết đây thì quý vị cũng sẽ, ai cũng vậy, ai cũng muốn biết cái tương lai của mình cả, mà nhất là trong cái năm tới đây. Thì đặc biệt như là của anh Sang vừa mới gọi, mới cho biết anh sinh năm 1969. 69. 69 nghĩa là anh là tuổi Kỷ Dậu. Kỷ Dậu thì năm tới, năm Quý Tỵ này anh Sang là 45 tuổi rồi. Mà 45 tuổi thì có nghĩa là anh đã đi vào ở trong cái, anh được cái sao gọi là sao Mộc Đức. Mà cái sao Mộc Đức này nó là sao vui vẻ, là cái sao mà có thể là gia đình được yên vui, hoặc là công ăn việc làm, có thể có nhiều cái sự thích thú cho anh trong cái năm Quý Tỵ sắp tới đây. Và tôi xin thưa rằng năm Quý Tỵ này thì tại vì nó năm Tỵ mà anh là tuổi Dậu, cho nên Tỵ Dậu Sửu là ba cái tam hợp này, anh cũng có được cái lợi thế. Cái lợi thế đó là ở cái chỗ là nó vào trong tam hợp, cho nên anh có nhiều cái sự thay đổi, có thể là thay đổi một phần nào đó công việc làm ăn của mình, hoặc là có thể thay đổi chỗ ở. Mà nhất là anh có cái dự định là năm tới đây là anh có dự định, chẳng hạn như là không thay đổi công việc gì thì anh cũng có thể anh đi chơi một chuyến, đi chơi xa. Đó, nó là do ảnh hưởng của cái năm Quý Tỵ này, nó khiến ra cho anh gặp cái tức là nửa mã, cho nên nó có sự thay đổi đó, tức là cái dịch mã, tức là cái mã này nó làm cho anh có những cái sự muốn thay đổi như vậy. Tôi xin báo cho anh biết là năm Quý Tỵ này đối với anh rất tốt. Dạ, nghe đứa xe Mộc Đức là do biết là vui vẻ mà thầy nói là tam hợp nữa là càng tốt. Đúng vậy. Dạ, đó là lời trình bày của thầy Cương. Và Khả Vi xin mời quý vị khán giả kế tiếp của chương trình. Hello, xin mời quý vị lên tiếng và cho Khả Vi biết tên. Hello. Hello, dạ chào anh, xin anh vui Hello. Lòng nhận âm thanh nhỏ hoặc là đứng xa màn hình giùm nha anh. Hello. Dạ vâng, hello. Hello, dạ xin lỗi. Dạ xin lỗi, dạ chào thầy, dạ chào chị. Dạ, dạ chào anh. Dạ anh nhận cái âm thanh nhỏ lại thì anh dạ. Tính tiếng echo cộng vọng vào nha anh ha. Dạ. Và anh dạ, em tên Đăng á chị. Dạ cho em hỏi thầy là em tuổi Mậu Thân. Dạ, vợ em tuổi Nhâm Tý á, 2 tuổi năm nay có hợp không á chị? Vâng. Dạ. Ý, em có hai đứa con, một đứa thì sinh tháng 5, ngày 5 năm 92. Dạ, còn một đứa thì tháng 1, ngày 4 năm 2003. Đứa tháng 92 là trai hay gái anh? Dạ, đứa con gái á chị. Con gái, còn đứa 2003. À, 2003 cũng là con gái luôn á. Con gái luôn. Vâng. Dạ, em muốn hỏi là hai cái tuổi này nó có hợp với trai với mẹ không á chị? Dạ vâng, để em sơ lược lại nha, anh là Mậu Thân, còn bà xã là Nhâm Tý. Dạ. Ok, dạ, dạ cảm ơn anh Tân, anh thể có phone và nghe lời trình bày của thầy. Dạ, dạ cảm ơn chị với thầy ha. Dạ, dạ cảm ơn anh. Và Khả Vi xin nhắc nhỏ quý vị không nghe một chút, là xin quý vị khi gọi vào nhận xin nhỏ âm thanh hoặc là đứng xa hẳn cái tivi
Tại vì mỗi lần chúng tôi nghe rất là khó nghe, tức là cũng làm trễ nải thời gian của quý vị khán giả khác đang chờ máy. Xin thành thật cảm ơn. Và xin mời thầy Cương trình bày cho anh Tân. Nó có cái vấn đề thế này, tức là anh tuổi Mậu Thân, tức là năm Quý Tỵ này thì anh lại 46 tuổi. Thì tôi cái việc trước tiên là cũng mừng cho anh là tại vì những người tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn thì qua cái năm Dần, năm Mão, năm Thìn nó là 3 năm tam tai. Nhưng mà bây giờ nó, anh vừa mới qua khỏi tam tai thì nó chưa có được thuận lợi cho anh lắm. Thuận lợi đó là tại vì năm tới, năm Quý Tỵ thì anh đã là 46 tuổi, anh lại gặp cái sao La Hầu. Đây nó là cái sao cũng rất là nguy hiểm. Cho nên tôi xin đề nghị với anh rằng là nên cẩn thận tháng Giêng. Tức là ăn tiếp vô đó thì cái tháng Giêng, tức là tháng đầu năm và tháng 7 âm lịch là hai cái tháng cần phải để ý, phải đề phòng những cái vấn đề. Cái thứ nhất là sức khỏe của mình, thứ hai là đề phòng vấn đề tai tiếng, miệng lưỡi, rồi cái thứ ba nữa là coi chừng cái chỗ làm của mình nữa. Đó, nó là những cái nhiều khi có kẻ đâm ra người đâm vào, nó sẽ làm khó khăn cho anh trong cái năm Quý Tỵ này. Còn cái bài xã của anh thì anh sinh năm 1968, thì anh là người Tây Trạch, mà trong khi đó bài xã cũng là Tây. Như vậy thì hai vợ chồng cùng là Tây Trạch với nhau hết. Tuy là Tây Trạch với nhau nhưng một người thì lại anh lại là Dương Thổ, bài xã của anh lại là âm mộc, là Dương Mộc, cho nên Dương với Dương thường là nó đẩy nhau ra, và một cái thổ với cái mộc nó cũng còn khác nữa, cho nên nó cũng dễ đưa tới những cái sự cãi vã hoặc là có những cái sự bất đồng. Thì như vậy cho thấy rằng là có một trong hai người cũng phải có người nhịn nhục với nhau. Đây nó là cái tôi xin trình bày để cho anh rõ vì vấn đề đó. Cho nên bà xã của anh là tuổi Nhâm Tý, tức là sang năm thì bà đã 42 tuổi. Thì 42 tuổi thì bà xã anh cũng gặp cái sao La Hầu nữa. Nhưng mà bà xã anh cái sao La Hầu bà không có đáng lo, là tại vì người ta chỉ sợ là sợ đàn ông mà thôi. Còn đàn bà thì cái La Hầu thì nó cũng có những cái chuyện lắc nhắc, chẳng hạn như là tai tiếng miệng lưỡi, nó cũng bình thường, không có đến nỗi phải lo lắng. Nhưng mà chính anh là phải cẩn thận. Rồi còn cái nữa là mấy đứa con. Dạ, hai đứa bé gái, một bé sinh năm 92, một bé sinh năm 2003, là gái hết. 2003. Như vậy tức là hai người con của anh, có nghĩa là vợ chồng con cái đều là Tây Trạch với nhau cả. Đó nó là cái điểm mừng, là tại vì dù sao có khác gì đi nữa nhưng mà có được mấy đứa con nó yểm trợ, cho nên đây nó là một cái gia đình cho thấy cũng có nhiều cái cơ hội để có thể phát triển làm ăn được. Nó chỉ có cái là như tôi nói, tức là năm Quý Tỵ này thì anh là cái người cần phải để ý tới cái cuộc sống của mình, sinh hoạt của mình, đó là điều quan trọng nhất. Đó là cái câu trả lời của tôi. Dạ, cảm ơn thầy. Và Khả Vi xin mời vị khán giả kế tiếp với chương trình. Hello. Hello. Dạ. Dạ vâng, dạ cảm ơn chị đã chờ máy. Cho em biết tên của chị và câu hỏi chị đặt ra cho thầy Cương. Dạ thưa tôi, tên là Mai. Xin chào cô Khả Vi và thầy. Dạ chào chị. Tôi có câu hỏi là tại vì tôi muốn chấm tử vi cho những người thân trong gia đình. Tôi không biết là thầy Vi có văn phòng riêng có thể liên lạc được hay không. Tại vì tôi muốn chấm một cái số tử vi chi tiết đó thưa cô. Thì tôi hỏi vậy thôi. Dạ, dạ cảm ơn chị Mai đã hỏi. Và xin chị Mai cứ xem chương trình và sau chương trình thì Khả Vi sẽ cho số phone của thầy Cương và để thầy Cương chị có thể liên lạc thầy để mà lấy hẹn nha chị ha. Ồ, dạ. Dạ. Cô vậy để tôi coi. Dạ, dạ cảm ơn chị Mai. Và cái năm Quý Tỵ này là hành tinh là của chú rắn, và ngoài cái những cái đặc điểm của chú rắn ra thì năm mới này thì có những gì là tốt hoặc là xấu nói chung đó. Nếu mà bây giờ đó mình xét ra con rắn đó, thưa quý vị, con rắn đó, là nó là năm đó là năm Quý Tỵ, nhưng mà con rắn đó, thì nó cái giờ mà giờ Tỵ con rắn, tức là cái khoảng từ 9 giờ
cho tới 11 giờ, đó là cái giờ tỵ. Giờ tỵ là giờ con rắn, mà con rắn thì nó ưa đi ngủ, nó ngủ cái giờ đó. Cho nên ngày xưa đó, lúc mà tôi còn nhỏ, thưa quý vị, đi thích đi thọc chuột với lại thọc rắn, thì rắn nó ưa nằm, nó có lót ổ, nó nằm ở trên bụi tre đó, thì dưới này mình xách đọc, mình đọc nó lên, thành thử ra cái giờ đó là giờ con rắn nó ưa ngủ. Như vậy thì quý vị nào mà sinh năm Quý Tỵ thì có thể cũng dễ ngủ trưa. Nhưng mà nói chung là cái tuổi Quý Tỵ cũng không có đến nỗi khổ đâu. Cho nên quý vị cũng nên yên tâm. Dạ. Chỉ thêm được chút xíu nữa là cái tháng hay là cái ngày mà nó tốt nữa thì tuổi Quý Tỵ cũng có nhiều người rất là thành công. Dạ vâng, với lại theo cho biết là tuổi rắn là thông minh, nhanh nhẹn. Không, đây là đặc trưng của rắn, rắn cũng là như thế. Rắn là một con vật rất là khôn ngoan. Dạ. Bây giờ hồi nãy vô nói là phải khôn ngoan như con rắn mà. Dạ, dạ phải. Thì nếu mình có trí thông minh thì cuộc đời mình cũng không đến nỗi nào, thì đúng cũng vượt qua mọi khó khăn. Dạ, cảm ơn thầy. Và Khải Vy xin mời vị khán giả kế tiếp của chương trình. Hello. Hello. Dạ, chào anh Hải. Dạ, chào thầy. Dạ, chào anh. Tôi có câu hỏi là tôi là tuổi Tất Tỵ, bà xã thì là dạ bà xã là tuổi gì thưa anh Hải? Bà xã là tuổi 1969. 1969. Dậu. Dạ, kỷ Dậu. Kỷ Dậu. Vâng, và anh Hải muốn hỏi em thì hỏi thầy là cho em năm tới có mua nhà được không? Dạ, dạ cảm ơn anh. Và anh Hải rồi. Có rồi, hai thằng á là một đứa là năm 2000, một đứa là năm 1999. 19, hai đứa con trai. Dạ, dạ cảm ơn anh Hải nha. Anh có thể cúp phone và nghe lời trình bày của thầy Cương trên màn hình. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chào anh. Anh Hải tuổi Ất Tỵ và xã của anh là Kỷ Dậu 1969. Và anh muốn hỏi là năm mới có thể mua nhà được không? Tôi xin trình bày anh Hải ha. Dạ, phải. Hai vợ chồng đều là mỗi người là âm quả, một người là âm thổ. Hai vợ chồng cùng là Tây Trạch. Điều này là một cái điểm tốt. Cái thứ hai anh nói là sang năm anh có mua nhà được hay không, thì tôi xin thưa rằng sang năm rất thuận lợi để cho anh mua nhà. Là tại vì anh không mua nhà thì anh cũng có những sự thay đổi trong vấn đề công ăn việc làm, hoặc là dời đổi cái chỗ ở của mình. Tại vì hai vợ chồng đều có bộ lưỡng mã nằm ở tại cung hội. Cho nên cái mã này nó hối thúc anh rất là nhiều. Đó nó là cái lý do mà cho thấy cái năm Tỵ này nó là cái năm mà đối với anh thì anh lại gặp cái sao Thủy Diệu. Dĩ nhiên là không phải hoàn toàn mình vui vẻ hết, nhưng mà cái việc anh làm không có cái gì cản trở vào năm tới. Đó nó là cái mà tôi thưa với anh như vậy. Dạ. Còn có hỏi về con. Và có hai đứa bé trai, một bé sinh năm 1999 và một bé sinh năm 2000. Nó có cái là mà cháu 1999 thì nó lại là đông, cho nên cháu này lại là khắc với cha mẹ. Nhưng mà cái khắc này thì cũng không có quan trọng lắm, cho nên cũng không phải là điểm để mình lo. Cái đứa thứ hai là sinh năm 2000, con trai. Hai đứa con trai này đều là Đông Trạch hết, mà trong khi đó cha mẹ đều là Tây, cho nên cha Tây, cha mẹ Tây mà con Đông. thì sau này chắc là trong trường hợp mà nó có những sự trái ngược như vậy thì chắc là sau này chỉ có vợ chồng ở với nhau thôi, chứ con cái nó không có gần đâu, nó không muốn gần cha mẹ. Dạ, nhưng mà quan trọng là hai chồng học lên. Dạ. Và cảm ơn thầy Cương. Và Khải Vy xin mời vị khán giả kế tiếp của chương trình. Hello. Hello, dạ chào chị. Cho em biết tên của chị. Hello. Dạ vâng, dạ. Cho em biết tên của chị và câu hỏi của chị đặt ra. Dạ, tôi tên Hoa. Hello. Dạ phải thưa chị Hoa, chị cứ... Dạ, tôi tên Hoa. Tôi muốn hỏi thầy với lại cô Khải Vy. Dạ, chị cứ nói đi chị Hoa. Dạ. Dạ,
Tôi hỏi bổn mạng, tôi tuổi Đinh Dậu, chồng tôi tuổi Bính Thân, dạy tử vi năm tới của vợ chồng tôi có như thế nào, xin mời thầy nói giùm, chị bảo giùm. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị Hoa. Và chị có thể cứ phôi và nghe lời màn hình của trên màn hình. Chắc có lẽ thì Cương có thể sơ lược qua chứ không để là chính xác hoàn toàn được, tại vì chỉ có cái năm sanh không. Nếu mà chị Hoa muốn cho nó chính xác rõ ràng thì có thể bấm một lá tử vi. À, được rồi, cái ông xã của cô là tuổi Bính Thân, tức là một cái điểm mừng là tại vì sanh năm năm Tỵ đó, thì những người tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn vừa mới qua khỏi cái tam tai, mà cái người tuổi Bính Thân thì sang năm đây là đã là 58. 58 như vậy thì tôi cứ xin báo rằng là vừa mới ra cái tam, ra cái tam tai, tam tai. À, dạ. Thì lại đi vào ở trong cái sao gọi là sao Thái Bạch, cho nên ông xã của chị năm tới đây thì hao tiền tốn của. Như vậy thì có nghĩa là mình hao thì mình biết mình hao, thì thôi bây giờ hai ông bà có thể dùng cái đồng tiền đó mình đầu tư vào trong cái việc chẳng hạn như là mua nhà, mua cửa, tạo bất động sản. Để như là mình đầu tư thì cái số tiền đây mình có bỏ ra đi nữa, mình cũng còn giữ lại cái vốn của mình về sau. Đó là cái cách hay nhất để mình tránh cái thằng cái sao Thái Bạch. Và cái nữa đó là ông xã của cô là tí tháng 5 đó, là cái tháng kỵ, cho nên cũng nên đề phòng có chừng đau ốm, bệnh hoạn vào trong cái tháng 5 của cái năm Quý Tỵ. À, còn cô là tuổi Đinh Dậu. À? Dạ phải, Đinh Dậu. À, Đinh Dậu tức là 57 tuổi. Thì 57 thì cô lại được cái sao Mục Đức. Như vậy thì sang năm nó lại yên ổn cho cái bản thân của cô. Cho nên trong vấn đề gia đình thì sang năm cũng có những niềm vui. Có thể là nếu mua nhà, mua cửa hoặc là trong nhà có thêm người thì thêm nó vui vẻ. Thêm của. À, thêm nhà. Người, thêm của. À, thì như vậy thì đối với cô thì tốt rồi, nhưng mà với ông xã thì có hao. Nếu trong trường hợp mà không có, không mua nhà mua cửa thì cũng hao vậy. Dạ, thật là có thêm người là tức là cũng hao rồi. À, còn nếu mà có nhà thì vui. Dạ. À. Dạ vâng, đó là lời trình bày của cho chị Hoa. Và Khả Vi xin mời vị khán giả cuối cùng của chương trình. Hello. 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 Dạ chào chị, xin cho em biết tên và câu hỏi của chị. Hello. Dạ vâng, hello, chị đang nói chuyện trực tiếp. Dạ, dạ, xin chào thầy, chào cô. Dạ, chào cô. Dạ, cho cháu biết tên. Tên Bích Thắng. Dạ, xin lỗi tên của cô. Xin cô vui lòng dặn nhỏ âm thanh hoặc đứng xa cái màn hình nha thưa cô. Hello. 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 Xin lỗi cho biết tên và cái câu hỏi đặt ra cho thầy Cương. Hello. Hello. Dạ. Dạ rất xin lỗi quý khán giả, hồi nãy mới vào vì lý do trục trặc kỹ thuật, chúng tôi đành phải cúp phone. Xin rất cao lỗi và quý vị khi quý vị khán giả gọi vào xin vui lòng dặn nhỏ âm thanh hoặc đứng xa cái màn hình hoặc tắt hẳn cái TV đi. À, để quý vị có thể trình bày rõ ràng đối với thầy Cương để nghe rõ câu hỏi quý vị muốn đặt ra. Và Xã Phi xin bắt lại vị khán giả cuối cùng của chương trình. Hello. 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 Hello, chào chị, cho em biết tên và câu hỏi chị đặt ra. À, tôi muốn hỏi, tôi là tên tôi là Lê Thị Nghệ, chồng tôi là Ngô Văn Quang. Và năm nay đó là ổng 60 tuổi, là tuổi Tây, ổng sinh năm 52, tôi năm 4. Vậy là với tôi có 4 đứa con là tuổi Nhâm Tý với tuổi Giáp Dần. Với muốn hỏi cô là năm tới á, tôi tính có nhà nhưng mà muốn đổi nhà với vợ chuồng chồng tôi năm tới làm ăn khá không? Dạ cảm ơn cô. À, đứa Nhâm Tý là trai hay gái hay cô? Trai. Trai năm nay nó Nhâm Tý năm sinh năm 72. Và Giáp Dần là cũng Giáp Dần là sinh năm 74. Rồi đứa nữa là Thìn, Bính Thìn là năm 76, với Giáp Ngọ là năm Mậu Ngọ là năm 78. Là bốn đứa con. Và lúc tuổi già tôi nghe hỏi giùm coi, tuổi già là vợ chồng tôi có nhà con đứa nào trong bốn đứa con đó không? Dạ, Giáp Dần là trai hay gái thưa cô? À, Giáp Dần là gái.
Dạ, còn những Bính Thìn. Bính Thìn gái. Họ vâng. Gái luôn. Gái luôn, tức là một trai ba gái. Một trai ba gái. Dạ, cảm ơn cô Nghị. Dạ, cô có thể cúp phone và nghe lời trình bày của thầy cô nha cô. Dạ. Dạ. Vì thời gian có hạn, chúng ta chỉ còn vài phút nữa, xin thầy Cương có thể trình bày sơ lược qua cho gia đình của cô Nghệ và chú Quang. Tức là chú Quang sinh năm 1952, cô Nghệ sinh năm 1954. Cô ấy muốn biết là năm mới có thể mua nhà được không? Cái vấn đề như vậy, tức là ông xã cô năm 1952, tức là cái tuổi Nhâm Thìn. Mà tuổi Nhâm Thìn thì việc trước tiên thì tôi xin nói là ông đã qua cái hạn tam tai rồi. Cho nên đối với ông thì cái người tuổi Nhâm Thìn thì sang năm ông là 62 tuổi. 62 tuổi thì ông được cái sao thái âm. Mà như vậy thì có nghĩa là với cái sao thái âm thì ông có thể thực hiện được vấn đề mua nhà cửa, không có gì cản trở cả. Rồi còn ngoài ra thì giữa cô là cái người tuổi Giáp Ngọ, thì tôi xin nói là tuổi Giáp Ngọ cô là Tây Trạch, mà trong khi đó ông xã lại là Đông. Như vậy tôi không biết là hai cái người có khi nào mà ông nói gà bà nuôi vịt hay không, không biết. Nhưng mà về cái vấn đề này thì nó cũng không có quan trọng lắm. Cái bốn người con của cô, tức là Nhâm Tý, con trai. Cái người tuổi Nhâm Tý thì lại là Đông Trạch, cho nên cái cháu mà tuổi Nhâm Tý thì lại hợp với người cha, tức là cha là tuổi Nhâm Thìn. Rồi còn Giáp Dần, con gái. Giáp Dần thì lại hợp với cô, là cũng thuộc về Tây Trạch. Rồi cái người Bính Thìn, con gái. Bính Thìn tức là sinh 1976, tức là 1976 thì cũng hợp với cô luôn. Còn dạ, một người nữa. Mà một đứa cuối cùng là Mậu Ngọ, con gái. Cũng hợp với cô luôn. Như vậy tức là trong gia đình bốn người con, mà tôi thấy là hai chỉ có một cái người con trai với lại người cha là hợp một phe, còn cô và bốn người kia cùng phe. Là phe phụ nữ và phe đàn ông chia ra rõ ràng. Dạ, đó là cơ lời trình bày của thầy Cương đối với cô Nghị và chú Quang. Và Khả Vi xin rất cảm ơn quý vị khán giả đã gọi vào tham dự chương trình. Và có vài vị khán giả vì lý do trục trặc kỹ thuật cho nên chúng tôi phải đành cúp máy. Và hy vọng tuần tới quý vị có thể gọi vào đài để mà đặt câu hỏi cho thầy Cương. Và từ nay cho tới những cái Tết thì quý vị có thể có thắc mắc gì cho năm mới thì cứ gọi đến thầy Cương để mà hỏi thêm hoặc lấy hẹn. Và số phone của thầy là 832-647-3924. Nguồn nữa là 832-647-3924. Và xin thầy Cương gửi lời chào đến quý vị khán giả. Tôi xin cảm ơn và xin chào tất cả quý vị khán thính giả đang xem đài. Tôi xin thưa một ít câu nhỏ ngắn ngắn để quý vị rõ cái vấn đề như vậy. Là từ nay cho tới Tết, chúng tôi sẽ cố gắng để dành nhiều thời giờ gặp gỡ quý vị, giúp đỡ cho quý vị. Chúng tôi biết rất rõ là tất cả mọi người ai cũng muốn biết cái thân phận của mình, ai cũng muốn biết tương lai của mình, ai cũng muốn biết mình tốt hay là xấu, ai cũng muốn biết mình làm ăn được hay là không. Thì dựa trên cái môn lý số này, quý vị cũng có thể biết được một phần nào. Tôi xin thưa rằng một phần nào mà thôi, chứ không phải là hết. Nếu trong trường hợp mà quý vị muốn biết cho nó rõ ràng, thì quý vị phải có một cái lá số tử vi đầy đủ. Thì trong thì chừng đó thì quý vị mới có thể yên tâm được hơn. Nhưng mà dù sao nó cũng có thể giải quyết được để cho quý vị yên tâm được một điều là mình vào trong cái năm mới mình gặp cái sao gì và mình sẽ được hưởng cái sao đó, nó có phước hay là nó có hại hay là nó có tốt hay nó có xấu thế nào thì quý vị cũng biết được một phần nào đó. Cũng giống như cái tình trạng mà người ta nói rằng là cái sự khí tượng nó cho biết mưa gió như vậy, thì đó nó là những cái rất là cần thiết mà cũng rất là để cho quý vị yên tâm được một điều để mình có thể mình vui sống và mình có được cái hạnh phúc cho năm mới. Và nếu giả sử quý vị có gặp cái sao nào nó có xấu đi nữa thì cũng cứ cho nó tốt. Cũng giống như nãy tôi có nói là quý vị có bệnh cũng nói là mình khỏe, để cho cái vấn đề tự kỷ âm thị này nó rất là quan trọng. Và quý vị có thể từ đó mình có thể vui vẻ sống cho cái năm mới này nó được trọn vẹn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào con. Dạ, chào thầy Cương. Và Khả Vi cũng không quên xin chúc quý vị một đêm thứ tư thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin kính chào.